mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Gia Đình Kiều Uyển. Hôm nay bố mẹ con mừng hỷ đi sinh nhật hai nha. Tháng 3 sinh nhật hai. Ngày 11 tháng 3 sinh nhật như ý nha mọi người. Thì mình mới đi làm về mà bây giờ thì mình có khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi nha các bạn. Bởi vì chồng mình thì 6 giờ mới đi làm về, chồng mình hứa là về là chở gia đình đi ăn nhưng mà 7 giờ là Như Ý phải đi đánh đàn nhà thờ rồi, mình thì cũng đi tập hát bên nhà thờ nữa. Tập hát. Hai mẹ con mình lại không có thời gian. Bây giờ là cỡ 4 giờ phải không con? 5 giờ rồi. Bây giờ 5 giờ rồi, bây giờ bố mẹ con mình sẽ đi mua cái gì đó đi ăn vặt rồi cho nhanh nha các bạn. Thì bây giờ là ở Gia Lai ở Gia Lai thì cũng dịch cũng hơi nhiều nha các bạn, thì cũng có chỉ thị là không có được ngồi quán ăn, tất cả đều phải mua mang về đó. Bây giờ bố mẹ con mình sẽ đi lên chỗ khu ẩm thực ở trên chợ đêm nha các bạn, giờ thì người ta cũng mở rồi đó, để các con mình muốn ăn cái gì thì mình mua rồi mình sẽ mua bánh kem rồi đem về nhà ăn nha các bạn. Thì bây giờ let's go. Đây. Sinh nhật Như Ý là mình có bánh kem nha các bạn. Đây là gà rán, Coca-Cola, bún thịt nướng, gỏi đu đủ. Đây là bánh khọt, xôi gà nha các bạn. Xôi xôi gà nhưng mà ở đây xôi không chứ không có gà ở đây nha. Ở đây nhân này, topping top ăn với xôi gà. Ở đây là lụi. Lụi chả ram á các bạn, với lại lụi thịt nướng nha. Đó, gà rán. Đơn giản thôi, có mấy mẹ con mình ăn gà thôi nha các bạn. Chúc mừng sinh nhật Như Ý. Cảm ơn mẹ. Con bưng lên con ướt đi rồi con thổi. Ui, ướt gì vậy? Bởi cho chừng đổi người chị ấy thì ăn nữa. Ướt đi. Ướt đi. Ướt gì? Ui, biết thổi không đi. À, thổi đi. Chúc mừng sinh nhật con nha. Chúc con luôn vui vẻ. À, ngày càng xinh đẹp và học giỏi hơn nữa nha. Dạ. Chúc vậy học giỏi nhiều tiền. Giờ mình để cái bánh kem ra đây mình ăn nha các bạn. Học giỏi. Mình ăn mấy cái món này trước rồi mình ăn bánh kem xong nha. Rồi bây giờ mình đưa nó vào. Có một cái bánh kem người ta tặng cho mình hai cái. Còn mình thì thích ăn lụi rồi ăn một... bạc dài nha các bạn. Người ta tặng cho một cái da còn một cái da hơn là sinh nhật mẹ. Cái đây là topping top ơ của cái món xôi này, ngon lắm. Rải lên rồi. Từ từ ăn rồi sốt luôn được. Ok. Rồi, nước ngọt của ai rồi đâu? Uống đây. Khui lắm. Khui lắm. Khui cho con mẹ. Sợ nó nhạt gì đó. Mẹ không nhìn con nhé, nói trọng trọng. Tay thôi. Rót bia thôi. Đầy rót rượu vô. À lộn, rót coca. Nghe thấy không? Coca cola. Ô nhưng mà không được xì nha, đứa nào mà khui xì là không được nha. Cái chai con cứ nghe được một ơi sợ một phớt xì luôn. Con nghĩ mẹ giỡn thôi mà Như Ý cũng sợ khui nhẹ nhẹ không được xì. Khui là nó phải kêu xì hoặc là nó kêu cái bực cho nó không có im lặng được đâu. Cái của em có hai miếng. Bây giờ sinh nhật Như Ý mẹ cũng mới đi làm về cũng chưa kịp mua quà gì cho Như Ý thôi. Bữa tiệc đã là mẹ đã cho tiền rồi. Giờ mẹ cho thêm Như Ý 100 ngàn. Như Ý mua gì mua nha. Dạ con cảm ơn mẹ. Vui lên nha. Cố gắng học cho giỏi vô. Rồi bây giờ mình mời mọi người ăn chung với gia đình nhà mình nha. Rồi các con ăn đi. Đỡ tao ra. Con nhịn đi. Con ăn đi, ăn đi gà rán nè. Con ăn gà rán ăn đi. Gà rán rồi bún thịt nướng rồi. Đẹp dữ luôn con. Không có chuối. Không có túi xé nghe đi tiền. Đây. Hai cũng hơi bị xíu. Xô đang bị bể ra. Cái xô bẩn thế. Rồi tương này, chở tương thì sẽ bỏ đâu nè. Xôi nè các bạn.
xôi gà nha các bạn, mà người ta làm như cái bánh cơm cháy này nha. Ở đây hả? Nhưng mà không có thịt gà trong nha. Bẹ bán xôi gà nhưng mà không có thịt gà. Ý là mình không có mua gà, mua gà mua riêng. Ừ. Bán cái bánh này các bạn. Còn mình mua gà mua riêng nha. Nhưng mà nãy mình mua gà rán cho con mình rồi thôi, mình không mua gà trong xôi nữa nha các bạn. Con mình thích gà rán. Mọi người cùng ăn gà rán với mình nha. Rồi, xôi ngon hết. Nên mọi người cũng thích. Ăn miếng này là có 2 cục ngạc. Rồi ăn thôi. Xôi ngon lắm rồi. Giờ mẹ, ta bể lùi vậy. Không có hay đấy, con hay, mẹ không thích ăn gà rán. Tôi thích chỉ 2 cục ngạc. Ta biết. Sao nó bự. Mình ăn miếng xôi nha các bạn. Ngon. Mình bỏ ra dĩa nha. Mẹ con có lấy muỗng không? Muỗng có. Tao mẹ có muỗng. Ăn xôi mình bỏ cái nhân vào nha mẹ. Cái đây là thịt bằm này. Bằm gà. À, thịt bằm này. Cái đây hành phi rồi mẹ. Hành phi nha. Thế bắt rồi, sao bà bếp bỏ ra vô đi giữ. Bỏ lên trên để cho mình thấy, bỏ lên giữa mình không thấy, mình không đeo. Ngon, xôi ngon các bạn. Còn món các con yêu thích ăn đúng không? Dạ. Đuổi nè, uống thịt nướng nè, với lại cái bánh khọt này con thích đúng không? Dạ. Ừ. Dạ. Nhưng mà nhiều quá ăn không hết nha các bạn, còn mình ăn bánh kem nữa. Nên mình mua một thứ một ít thôi nha. Ừ. Mẹ mẹ, mẹ bánh khọt ăn rất là lâu. Có trứng trong. Cái này thì có trứng ở trong. Nhưng mà con nhìn thấy người ta lại bánh nước gì giống sữa nè. Chứ người ta nấu gia vị nó thánh thấp ngon chứ mà. Rất ngoài giòn như cơm cháy riêng á. Ở trong mình mềm. Thật ra cũng ăn cơm cháy à. Ừ. Nó làm dày và lợi trong nó còn mềm nha các bạn. Trong mềm hả? Ừ. Thôi ạ, đâu gấp như thế hả? Mời bạn là nước kiếm tiền được chưa nè. Rồi. Ra gì? Dậy thế nè. To. Mình ăn cái món xôi rồi bây giờ mình ăn món gỏi nha các bạn, gỏi đu đủ nha. Cái dở rồi cứng giòn giòn đi. Gỏi đu đủ ngon lắm các bạn. Gỏi đu đủ con không muốn thích ăn. Nếu mà mẹ ăn. Để mẹ ăn hết gỏi đu đủ luôn nha. Được. Gỏi đu đủ chỗ đó mình hay ăn ngon lắm các bạn. Đi mua nhiều đây nhưng mà đi mấy chỗ nha các bạn, không phải mua một chỗ đâu. Đi mấy chỗ nha. Gà rán mua một chỗ nè, xôi mua một chỗ nè. Gỏ đu đủ mua một chỗ, còn cái lụi mua một chỗ, bún thịt nướng một chỗ, rồi cái bánh khọt mua một chỗ nữa nha. Bánh kem một chỗ nữa. À, mua bánh kem một chỗ khác nữa. Đi vòng vòng nãy giờ. Mình mời mọi người ăn gỏi với mình nha. Một dĩa gỏi nhưng mà con mình không ăn, mình ăn hết luôn nha các bạn. Lâu lâu mới được ăn một bữa ngon như vậy. Ăn theo sở thích con mình. Cũng có sở thích rồi. Cái con thích ăn gà rán rồi lụi rồi này đúng không? Ừ. Nhà bay về bay dẫn đi ăn tiếp. Chờ bà hỏi gì trẻ mẹ với chị Hai mắt đi. Nhà con với chị bạn đi à? Sinh nhật ấy mà có hai đứa đi. Không mạnh quá lại nhau nha.
Ngon. Đây là phải có cái bánh hột tôm xúc ăn nữa ngon các bạn. Hồi nãy bạn ơi, bạn có đó hả? Dạ. Quên luôn. Mình ăn tại chỗ là có bánh hột tôm xúc ăn nha các bạn. Mình mua về lại là hơi quên mất. Lụi chấm với cái nước tương me này. Lụi chấm nước tương me là ngon cái này. Nó chỉ chấm tương trà. Lụi chấm với tương me này. Ngon. Da cá cũng cao. Hôm nay người ta ướp không ngon rồi đây. Ướp không ngon hả? Dạ. Để nó chỗ ra mà mình nó chỗ nữa hả? Cục thịt nó ướp chứ. Cái này cũng mắc luôn. Nó sẽ bé cái em này một cây rồi ra mua cái 2000 cây. Ừ. Để chỗ ra bé mắc mà không ngon. Những hám là đỏ biết không ngon. Ừ. Một đỏ như là màu theo đó. Ừ. Đỏ phẩm màu. Phẩm màu thịt. Ừ. Em nhiều bé Ngọc. Ngon quá. Nói chuyện đây nha. Các bạn ăn sôi rồi không? Dạ. Ừ, bún thịt nướng ngon. Lụi luôn. Ăn tự nhiên. Lòng lại mấy cái món này ngon nha các bạn. Mấy ngon nữa. Ừ, đã. Món gỏi đu đủ ngon tuyệt luôn á. Hôm nay mình đi làm về trễ các bạn, không kịp nấu ăn ở nhà nữa. Rồi thời gian cũng có nhiều nha. Mình mua đồ vặt cho con mình ăn thôi. Ăn mặn không? Nhiều con gần hết tay nhiều rồi. Ừ, ăn hết luôn. Con phải dắt cái đu mà là không hết cái này đâu. Xôm mới là chưa lại còn ăn bún thịt nướng chưa? Dạ. Bún thịt nướng dắt giờ nữa. Nó sốt rồi. Anh tôi bún thịt nướng sốt bún vậy em ạ. Lọc cái tay bún thịt nướng. Có một phần, có con dừa cho 3 chị. Ừ. À, ngon quá. Ăn xong cái này cũng ngọt. Wow, mình ăn hai món rồi các bạn. À, mình ăn xôi với lại gỏi đu đủ mình ăn hết rồi nha. Là cơm cháy. Ừ. Cơm cháy, xôi gà. Tiếp theo mình ăn cái món bánh khọt nha các bạn. Bánh khọt nha. Mình lại ăn cái phần rau. Còn mình không ăn rau, mình ăn cái phần rau. Rau các bạn, bánh khọt này các bạn. Wow, rau nhiều tươi hấp dẫn lắm. Này bánh khọt ông thích cực, có vài cá ở trong nó không có trứng. À. Giờ ăn thử cái cục thịt này. Ừ, chị cho ăn xong thấy miếng dạ. Dạ xong xíu này cho chó luôn. Đúng là sớt lại ăn hết đi nè. Có hai cái chén này sớt cho dĩ ăn được. Ừ. Chóng làm thứ. Chóng lại phí vô lại có một điều. Gọi đúng anh. Thật anh là dường ba chị. Dường ba chị hả? À, con bút ra em là con ăn luôn trong tô luôn nha bạn. Ăn tự nhiên. Chấm bằng phí bỏ nó phần tử. Quán người ta cho ít tương thôi các bạn, mình phải lấy cái tương ở nhà lên nha. Tương chín xu nè. Mình hết. Nãy giờ đưa ăn với một bạn tương á. Ừ. Quán người ta ít tương. Chín xu. Chắc là phí ăn một tương. Ăn sắp. Cơ thích ăn chín xu.
nước chấm chim su. Nước chấm chim su. Bây giờ mình sẽ ăn bún thịt nướng nha các bạn. Ê, nước chấm chim su nhà nhiều bạn. Mình ăn cái cuối cùng luôn các bạn. Bánh cọt có này có trứng. Giờ mình mọi người ăn bánh kem nha. Cho con ăn xì. Chút nữa hả em? Bây giờ ăn luôn hả? Hành xì nào? Hành xì trước hả? Dạ. Thằng Lộc cũng thích cái hình gì xì á. Sô-cô-la hả? Dạ. Lộc bưng lên bây giờ với các bạn con đi. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn bánh kem nha. Mời các bạn ăn bánh kem. Mời các bạn ăn bánh kem. Kem miếng. Lớp kem hơi bị dài. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhấn like, share, subscribe, nhấn vào cái chuông ủng hộ kênh gia đình Kim Yến nha. Rồi, bye bye các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye mọi người. Bye bye các bạn.